tướng Lê Hồng Nam có mối thâm thủ gì với chân dài Ngọc Trinh đây? Tiêu chuẩn kép là đặc sản, tập trưng cho cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Người dân không xa lạ gì với những chuyện như người dân bắt trộm hai con vịt về nhậu thì bị tuyên án 7 năm tù, còn cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước trộm của nhà nước tới 15.000 tỷ đồng lại được hưởng án treo. Thường dân Ngọc Trinh bị đề nghị mức án từ 2 đến 7 năm tù chỉ vì lái xe không an toàn. Luật pháp nghiêm minh là luật pháp bình đẳng với mọi thành phần của xã hội, bất kể người có chức có quyền hay thứ dân. Đấy mới là nhà nước pháp quyền. Còn nhà nước của Đảng thì là loại nhà nước gì đây? Nó là nhà nước độc tài. Cách áp dụng luật pháp của nhà nước này không khác gì nhà nước phong kiến trước kia. Thời phong kiến, thường dân phạm tội thì bị lao tù, thậm chí bị lưu đày hoặc xử tử. Tùy theo mức độ, nhưng với quan chức thì thường dân cởi áo quan và đánh vào áo như là hình phạt tượng trưng vậy. Thời Tam Quốc, ngựa của Tào Tháo bất ngờ dẫm nát ruộng lúa của dân, trong khi chính Tào Tháo ra lệnh ngựa của ai dẫm lên lúa thì bị xử chém. Thế nhưng cuối cùng Tào Tháo lại xử chém chính mình bằng cách cắt tóc thay đầu. Ngày nay chính quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng làm theo cách chẳng khác gì thời phong kiến. Quan chức phạm tội thì phạt rất nhẹ, thường dân phạm tội thì lại phạt vô cùng nặng. Ông Mai Tiến Dũng khi còn là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói rằng: "Chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Dân sai, dân chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật." Câu nói này cho thấy bản chất của chế độ, họ nhẹ tay với quan và luôn mạnh tay với dân, dù phạm cùng một tội. Vào ngày 14 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, người mẫu, diễn viên quê Trà Vinh, về tội gây rối trật tự công cộng. Ngọc Trinh bị truy tố theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù và có tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Được biết cái gọi là công cộng ở đây được công an diễn giải một cách tùy tiện là không gian mạng. Thiếu tá quân đội lái xe đâm chết người chỉ bị phạt có 14 tháng tù thôi. Để biết bức án này nặng đến đâu thì có thể tham khảo bản án vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 do Tòa án Quân sự khu vực 2 thuộc quân khu 5. Đây là bản án xử sơ thẩm ông Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, cựu thiếu tá thuộc một đơn vị quân đội đóng ở tỉnh Ninh Thuận, về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Ông thiếu tá này vừa lái xe ô tô, vừa nghe điện thoại và rẽ vào ngân hàng mà không quan sát nên đã tông vào nữ sinh. Theo tòa, thời điểm ông Minh lái xe nơi rẽ phải, Húc và em Hồ Quang Anh là học sinh lớp 12 từ phía sau đang chạy cùng chiều, làm nữ sinh này đâm xe vào cột điện. Điều đáng nói là ngay khi xảy ra tai nạn, ông Minh đã bỏ mặc nạn nhân chỉ lo gọi điện cầu cứu với anh ba, anh tư nào đó cho chính mình. Kết quả là người nữ sinh này đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn và nữ sinh đã qua đời. Một số luật gia cho biết tội của Ngọc Trinh không đến mức phải đi tù, chỉ cần phạt tiền và giam giữ phương tiện như bao vụ lái xe không an toàn khác. Việc diễn giải nơi công cộng là không gian mạng là cách bẻ luật theo ý của công an và viện kiểm soát ở đây. Thiếu tướng Lê Hồng Nam đang tự vẽ luật theo ý của mình. Ngay từ đầu, việc ông thiếu tướng giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh cho bắt giam Ngọc Trinh đã là sự tùy tiện. Tuy nhiên, thay vì thả Ngọc Trinh phải chỉ xử phạt thông thường, thì ông này lại dùng báo chí để diễn giải luật tùy tiện nhằm gỡ tội cho công an và buộc tội cho Ngọc Trinh. Cách ông Lê Hồng Nam làm không khác gì ông Tô Lâm, khi sai thì cho báo chí vào cuộc kết tội nạn nhân để cố chứng minh là công an đúng. Đây là trò bẩn mà có lẽ chưa có cơ quan cảnh sát khác nào trên thế giới có thể nghĩ ra. Vì sao ông Lê Hồng Nam lại triệt hạ Ngọc Trinh như kẻ thù đến như vậy? Có lẽ cái tội nặng nhất của cô người mẫu chân dài này là con của thường dân. Nếu Ngọc Trinh là con của quan chức thì cô đã không bị công an tùy tiện kết tội như thế, mà có khi còn được gỡ tội cho cô như đã làm với ông thiếu tá tông chết người kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tướng Lê Hồng Nam có mối thâm thù gì với chân dài Ngọc Trinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tiền chùa, đảng và thợ tu tranh nhau ăn. Thợ tu thắng, đảm ngận cục tức. Sau khi bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, thì Việt Nam la toáng lên và yêu cầu Mỹ đưa ra khỏi danh sách này. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cho rằng họ vẫn đang thực hiện quyền tự do tôn giáo và viện dẫn hiến pháp làm bằng chứng. Tuy nhiên, ở trong nước thì họ ra mặt tranh ăn với nhà chùa. Vào ngày 13 tháng 1, tờ báo Lao động có bài viết vì sao khó quản lý tiền công đức đền chùa. Nếu nói Việt Nam có tự do tôn giáo, tại sao nhà nước lại nhảy vào xí phần tiền công đức với nhà chùa như vậy? Đây là hành động kiểm soát tôn giáo công khai, không cần giấu giếm. Đảng đã la toáng khi bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách theo dõi về tự do tôn giáo. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2023, tờ báo Tuổi Trẻ có bài Bộ Tài chính công bố kết quả kiểm tra tiền công đức chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa không báo cáo. Theo thông tư số 4/2023 do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, thì chính quyền yêu cầu các cơ sở tôn giáo phải báo cáo công khai các khoản thu chi tài chính. Nhưng đến nay có vẻ chính quyền vẫn bất lực. Việc kiểm soát tiền công đức nhà chùa chỉ là một phần nhỏ trong chính sách kiểm soát tôn giáo. Đảng Cộng sản đã chi phối được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đã đưa được tư tưởng cộng sản vào nhà chùa. Chương trình đào tạo Phật học của Giáo hội Phật giáo vẫn bắt buộc phải học triết học Marx Lenin, và điều đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ghép chủ nghĩa xã hội vào thành một định hướng chung, đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Đây là kiểu kiểm soát tư tưởng trong tôn giáo. Khi đảng nhảy vào chùa kiểm soát tiền công đức thì liệu Việt Nam có tự do tôn giáo hay không? Ngoài việc tiêm nhiễm tư tưởng chính trị cộng sản vào Phật giáo, Đảng Cộng sản còn có kế hoạch dùng người của đảng để làm thầy tu trá hình. Thứ nhất, những người này sẽ làm nhiệm vụ chính trị cho đảng trong giáo hội. Thứ nhì, họ sẽ thực hiện vai trò kinh tài mà chủ yếu là kinh doanh mê tín dị đoan để mang tiền về cho đảng. Và thứ ba, để giám sát những nhà tu khác xem liệu có ai dám tự diễn biến hay không, rồi về mà báo cho đảng xử lý. Một khi đảng tạo ra những thầy tu trá hình, thì những thầy tu này cũng tương kế tiệu kế, họ kinh tài cho đảng nhưng cũng kinh tài cho chính họ bằng những khoản tiền khổng lồ đút túi. Sau khi lôi kéo được thành phần mê tín đến chùa để thu tiền cúng dường, thì hầu hết các số tiền này chui vào tay thợ tu. Thực tế, tiền cúng dường là tiền cho tặng, không phải là tiền mua bán hàng hóa, nên không có hóa đơn chứng từ gì. Vì thế, đây là lỗ hổng rất lớn để các thợ tu từ túi. Đảng biết và vẫn luôn muốn giành lại, nhưng chưa tìm ra cách. Nếu có tự do tôn giáo, thì chuyện tiền công đức là chuyện của nhà chùa, chứ nhà nước không thể nhảy vào xí phần. Nhà nước chỉ cần quản lý bằng pháp luật sao cho tôn giáo đó không thực hiện những hành vi mê tín dị đoan, trục lợi hay lừa đảo. Còn một khi nhà nước nhảy vào quản lý tiền công đức của chùa thì lúc đó không thể có tự do tôn giáo. Vỏ thì Phật, ruột đại đảng và kinh doanh mê tín. Khi đảng muốn can thiệp quá sâu vào tôn giáo thì sẽ phát sinh ra rất nhiều rắc rối. Trước mắt là rắc rối về chuyện tranh ăn giữa đảng với thợ tu. Phần rắc rối còn lại thì dân phải gánh lấy. Vì bị đảng hóa mà một tôn giáo rất tiến bộ, không hề có yếu tố mê tín bỗng dưng biến tướng thành một thứ tôn giáo kinh Phật để mà hoạt động mê tín dị đoan. Đối với những ông bà đồng bóng không dựa kinh Phật thì có thể lôi kéo được một lượng người hạn chế, còn với thợ tu mượn Phật để hoạt động mê tín dị đoan thì có thể khiến cho lượng người tu u mê tin tăng lên gấp bội. Đây là di chứng độc hại mà không biết bao giờ xã hội Việt Nam mới có thể gột rửa hết được. Đảng Cộng sản đang kiểm soát tôn giáo một cách trá hình. Phật giáo đã bị kiểm soát, Công giáo dù có sức đề kháng nhưng vẫn bị Đảng Cộng sản cấy người vào để mà theo dõi. Phật giáo và Công giáo là hai thứ tôn giáo lớn ở Việt Nam. Nếu Đảng Cộng sản có thể kiểm soát được cả hai thì xã hội còn nát hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tiền chùa, đảng và thợ tu tranh ăn, thợ tu thắng, đảm ngậm cục tức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de